nhà đi bán vé số hả? Nay sang nhà đi bán vé số cô chú. Sao mà đi bán vé số hả? Ai? Bán vé số. Nay chuyển nghề bán vé số rồi. Ai mất ngọt lắm ai, mất đỏ thì ngọt lắm ai. Bữa làm shipper giao hàng rồi giờ đi bán vé số luôn. Tao phải đổi nghề chứ. Tao bán mắm rút xong giờ tao cũng phải bán lại. Đâu cho anh coi vé số của Sơn Hà rồi. Vé số đâu ra vậy? Hộp của anh mà. Hả? Hộp đó của anh á, anh là anh để bài vô chổng trên mai mốt cho Sơn Hà chơi á. Ôi đây kéo đạp xưởng quá trời luôn rồi cô chú. Tắt luôn nè. Đâu đếm cho anh coi coi bao nhiêu cái. Nó bãi luôn nè. Đâu bao nhiêu đếm lại anh coi coi. Đếm 1, 2, 3 cho anh coi coi. Đã hết chưa? Nhưng mà đi bán vé số rồi cô chú. Đâu cho anh coi vé số rồi. Sao ngài làm cái gì vậy? Kệ bán bò ốc giác à. Kiếm gì vậy sao ngài? Kiếm xe hả? Rồi kéo mạnh lên. Mạnh quá. Kéo đại cho xem hả. Bán vé số thôi hả? Sắm được chiếc xe hả Sơn Hà? Sơn Hà lại đây cho anh coi chiếc xe đi. Bán vé số này giờ sắm được chiếc xe hả? Ôi xe đẹp dữ ta. Rồi có đi bán vé số nữa không? Đi bán cho ai? Một vé số bao nhiêu? Hả? Vé số bao nhiêu tiền? 2 tiền. 2 tiền hả?
nhiêu số đằng đây nè. Rồi bán cho bà Út đi. Thế này chạy lên chảnh thôi coi chú. Yeah, chạy xuống đây, chạy xuống đây. Nén. Trời ơi. Thôi. Nghe là nói hai đi. Chả nói hai đi thành phố chứ không? Chả không? Chả được không? Trời đất ơi, xin lỗi. Trả nội hai đi thành phố nhưng không? Xin lỗi. Trả bà hai nội hai thành phố nhưng không? Trả xin lỗi mà. Ông có xe nhỏ. Xe nhỏ mà. Xin lỗi, xin lỗi con. Xe nhỏ hả? Xe nhỏ hả? Đi vô chổng rồi cô chú ơi, tạm biệt cô chú.